Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức triển khai đề án thí điểm xây dựng dùng nguyên liệu nông lâm sản đạt chuẩn và đề án khuyến nông cộng đồng giai đoạn 2022-2025 nhằm khắc phục hạn chế trong việc triển khai các dùng nguyên liệu, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế và những thách thức của biến đổi khí hậu. Theo Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, mục tiêu của đề án là hình thành 5 dùng nguyên liệu đạt chuẩn, quy mô hàng hóa tập trung, với tổng diện tích khoảng 166,8 ngàn hecta gồm cây ăn trái dùng miền núi phía Bắc, gỗ rừng trồng chứng chỉ bền vững dùng duyên hải miền Trung. Cà phê dùng Tây Nguyên, lúa gạo dùng tứ giác Long Xuyên, trái cây dùng Đồng Tháp 10. Để triển khai thực hiện có hiệu quả hai đề án, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan các tỉnh tham gia đề án các doanh nghiệp hợp tác xã và nông dân cần nắm rõ nội dung và trách nhiệm trong công việc để tổ chức thực hiện đề án. Đánh giá dự báo được những khó khăn thách thức, bằng các giải pháp triển khai các nội dung đề án đạt hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế.